chị thân mến cảm ơn chị đã chia sẻ với chương trình câu chuyện của chị và gia đình thật sự khi đọc về tuổi thơ của chị rất là thương cảm khi có những cái khó khăn trồng chất không có cha mẹ sống nhờ vào hàng nhưng chị đã nỗ lực vươn lên và luôn luôn chăm chỉ làm việc nghị lực của chị sự nỗ lực của chị rất là đáng quý và cũng có một sự hạnh phúc đến với chị khi chị gặp được một người đồng cảm cũng là đồng cảnh nữa để đến với nhau nhưng thật sự cũng rất tiếc khi sau này cuộc sống có nhiều khó khăn anh ấy lại không có đồng cam cộng khổ và chia sẻ với chị và đây là nỗi đau nỗi buồn của chị mà chị chia sẻ với chương trình chúng tôi rất là đồng cảm với chị và rất mong chị sẽ tiếp tục uh, tin tưởng và nỗ lực vào bản thân để vượt qua những khó khăn thử thách trong giai đoạn hiện nay uh, câu hỏi cuối cùng của chị câu hỏi cuối thư của chị rất đáng để tất cả chúng ta cùng suy ngẫm Uh, sống tiếp như thế nào đây trong một cái hoàn cảnh khó khăn nợ nần chồng chất rồi người chồng không có chia sẻ luôn luôn cáo gắt luôn luôn uh, có những cái đòi hỏi ở mình như vậy quả thật là khó khăn này chồng đến khó khăn kia làm cho chị mệt mỏi căng thẳng giai đoạn dịch covid vừa qua nhiều gia đình cũng ở trong tình trạng tương tự như chị công việc khó khăn, công việc làm ăn ngày càng khó khăn hơn, làm cho mỗi người đều cảm thấy là mình phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn. Chị đã có một thời gian dài cố gắng, tôi tin rằng cái sự nỗ lực và cố gắng luôn luôn là một sức mạnh tiềm ẩn trong chị. Cái số nợ lớn này, sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ phải giải quyết đúng không ạ? và rất mong chị sẽ cùng anh ấy trao đổi bàn bạc những khó khăn thực tế của chị để anh cũng thông cảm và từ đó hai vợ chồng cùng nhau làm để có thể trả nợ dần. Tôi biết điều này không dễ dàng với cái điều kiện kinh tế hiện tại và đặc biệt là với một cái sự chưa chia sẻ, chưa sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ của anh nhưng mong chị hãy kiên nhẫn có thể chỉ là do điều kiện hoàn cảnh khó khăn nhất thời mà làm anh cũng có những cái tâm trạng bực bội có những cái cảm xúc tiêu cực à, hãy làm sao để hai vợ chồng chịu uh, lắng nghe lẫn nhau chị cũng lắng nghe xem tâm tư của anh như thế nào anh ấy muốn mong muốn điều gì thì hai vợ chồng hãy cởi mở với nhau thì mới có thể cùng nhau giải quyết khó khăn được nhất là trong việc dạy con nếu như hai bố mẹ cứ luôn luôn căng thẳng Uh, bực bội thì rất dễ cau gắt với con và hiện nay thì anh ấy đang thể hiện như thế rất mong là chị sẽ cùng anh ấy đối thoại một cách mềm mỏng uh, để xem là có cách nào giải quyết được những cái khó khăn trước mắt cũng như là gắn kết hai tình cảm của hai vợ chồng để sao cho dù kinh tế có khó khăn nhưng mà cái tình cảm trong gia đình cái bầu không khí trong gia đình nó được cải thiện hơn thì chị mới có thể bình tâm để làm ăn kiếm tiền để trả nợ cũng như anh ấy cũng sẽ bớt bực bội và căng thẳng với chị và với các con rất mong là hai vợ chồng chị hãy ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau đối thoại cùng nhau à, một thêm một cái gợi ý nữa là chị có thể xem anh em họ hàng bạn bè có ai có thể giúp đỡ anh chị trong giai đoạn khó khăn này không hoặc đôi khi người ta không phải là giúp về tiền bạc nhưng nếu chị chia sẻ, chị nói ra thì cũng nhẹ lòng một phần và đặc biệt là có những cái người họ có có cơ hội, họ tạo điều kiện cho anh chị thì cũng là một cái cái tốt, một cái ý tốt để chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này. Đừng đơn độc mà đừng cố một mình Gành gồng gánh mọi việc chị nhé. Hãy uh, sẵn sàng nói ra với ai đó thì chắc chắn chị sẽ được giúp đỡ. Cũng như chị đang tâm sự với chương trình, rất nhiều bạn nghe đài cũng đang chia sẻ nỗi lòng với chị. Có thể chúng tôi không giúp trực tiếp được chị, nhưng thật sự là những những người đang lắng nghe chị rất cảm thông và chia sẻ với chị. Và cá nhân tôi, tôi tin rằng với nghị lực của chị. Tôi tin rằng với nghị lực của chị bao nhiêu năm qua, chị sẽ đủ sức để vượt qua khó khăn hiện tại. Cảm ơn chị đã chia sẻ với chương trình chúc chị một năm mới có nhiều niềm vui có thể sớm giải quyết được những khó khăn vất vả hiện tại của anh chị và hai vợ chồng sớm hòa hợp để có được một gia đình yên ấm cảm ơn chị